Đẹp mẹ ai em? Đấy, chơi luôn. Ê, AD. Cho AD bắn thoải mái. Tôi không ăn đâu nhá. Đấy. Hello bạn. Butterfly. Bạn đây. Hello bạn. Quậy thế thôi. Ok luôn. Uy tín. Úi dồi ôi. Thôi về nhá. Áp lực đó. Ta ở F lên chợ hay không để cả ở đây ta biết từ lại. Ô kìa sao lại cướp thế. Butterfly. Mấy anh em, ok, uy tín chưa? Lùi lùi lùi. Giòn bắn con ra ta đi. Ôi, ngắm cái gì thế, kém ơi. Bắn con ra ta không bắn được. Yếu đuối. Áp lực lắm. Correct. Correct, tập rắp thì áp lực quá nhỉ. Ôi giời. Thì theo phận quá hơi nhận. Thôi cảm nhé. Lên 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 lên. Lên ta áp lực. Hình đúng. Ta áp lực. Ôi giời. Ôi giời. Sao ta sang kia rồi nhá. Đây rồi. Ô nghề đấy. Xuống đây bạn ơi. Ô bộc phá à? Đúng luôn. Mình cháu hay thế không làm gì được nha. Ở đây còn em bắn nhanh bắn. Cờ đẹp. Các bạn không lên sách với cờ đẹp thì
nó hơi ngó về tối rồi luôn, nhưng mà không sao, có John bảo. Sáng nó đi. Đuổi thôi. Ê, làm gì căng thế? Bắn nó đi bạn. Ok. Để cho ta nó bay thế làm sao anh rồi. Rét bên trong rồi nè. Mình kéo hai trên. Chắc nó thù mình lắm đây. Con nhà ta lên phép tôi kéo luôn. Bực mình à. Kìa, gấu kìa. Ê. Đi bay đi. À, lừa nhau anh em ạ. Hay đó. Số ra tá lại lên 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 đồ. Tá nó sợ rồi. Từ ra kéo khá là chuẩn với những đồ à. Ui giời. Tiếp. Bạn hút à? Bạn chơi với tôi đi. Ôi trời ơi. Nhầm nhầm nhầm. Sao gấu không vào nhỉ? Gấu không bắt được chủ lực. Mình kéo luôn là con Alistar của nó. Châu này. Sát thủ gấu không làm gì được. Bực mình đó, mình khép kéo rồi. Thôi John ơi. Ok. Là lính kìa.
Mít đi với tôi đi. Không bò được sướng. Úi dạ. Ấy da. Đẹp mẹ anh em. Đấy, chơi luôn. Ê, ăn đi. Cho ăn đây bạn thoải mái. Tôi không ăn đâu nhá. Ảo thuật. Bình thường mạng sẽ không ăn đâu, nhưng mà có hai mùa là ăn ngay. Xem mạng bất lực quá. Ui, kéo như thế là hack vậy. Thôi, thôi đùa tí. Vì căng. Ui giời. Vậy, 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 vậy. Kinh con, kinh con. Áp lực, áp lực, áp lực. Quá áp lực. Oh shit. Và đến nó ngon ngon. 7.500. 7.300. Sao vậy ta? Ấy, không phải em. Nào đâu phải em. Bởi vì em ngày xưa dễ thương hồn nhiên. Trời. Được thế nào? Tông biến. Nguyên rồi. Anh em thấy mình chơi Grab tặng được thì hãy cho mình một like một sub nhé. Trốn trong chỗ. Trời ơi, lôi ra luôn.